hãy sống thật với bản thân, đừng tự lừa dối mình. Cuộc sống là một quá trình cho và nhận. Nếu bạn càng cố gắng giữ lại một cái gì đó, bạn sẽ chẳng được gì. Nếu bạn cho đi, bạn sẽ được nhận lại rất nhiều từ xung quanh và từ chính bạn. Trong cuộc sống không thể thiếu tình bạn. Trong tình bạn không thể thiếu sự chân thành. Nếu đã có một lúc nào đó, trong lòng bạn có cảm giác là bạn bè không thành thật với mình, bạn hãy xem thử lại xem bạn có phải là người ích kỷ hay không. Rất có thể bạn chưa thật sự chân thành trong tình bạn. Tình bạn chân chính thì không tồn tại sự nghi ngờ. Nếu bạn muốn có một tình bạn chân chính thì bạn phải tỏ ra trung thực và chân thành trong tình cảm. Trong cuộc sống, mọi sự vật luôn vận động và biến đổi. Mọi thứ đều có thể thay đổi. Vì vậy, nếu bạn cố sống cho thật tốt ngày hôm nay, thì ngày mai là hình ảnh của hy vọng, và ngày hôm qua chỉ là một giấc mộng êm đềm. Hãy sống cho thật đẹp trong ngày hôm nay, đặc biệt là ngay tại lúc này. Để làm đẹp lòng nhau đã khiến cho con người ta ngày một cách xa hơn với sự thật. Những màn trình diễn luôn được xảy ra trong những mối quan hệ sơ giao, những lần gặp gỡ vội, nhằm cho đối tượng mà mình tiếp xúc luôn có một ấn tượng tốt về mình. Nhưng điều đó sẽ trở thành thứ văn hóa che đậy nếu trong ta chỉ nhắm tới mục đích để người kia đánh giá cao hay có thêm thiện cảm với ta mà thôi. Cái quyền lợi ích kỷ được che đậy bởi cái hình thức tử tế mà đôi khi chính ta cũng tưởng lầm rằng mình đang vì kẻ khác. Văn hóa và lối sống làm cho con người tốt hơn và đẹp hơn. Nhưng cái tốt và cái đẹp nếu không đi cùng với cái chân thật như bộ ba không thể tách rời, thì cái đó chỉ là một thứ trang sức hời hợt. Nghệ thuật đắc nhân tâm có thể tạo nên hương vị mặn nồng và trôi chảy giữa các mối quan hệ gần xa trong xã hội. Nhưng nếu không cẩn trọng thì nó chính là cái bẫy sập để cho ta tự đánh mất chính mình. Thói thường, cuộc đời người ta rất dễ bị thu hút bởi những lời ngon ngọt, trau chuốt và đầy lễ độ. Cho nên, để được thăng điểm cao trong mắt người khác, ta đã không ngần ngại và có khi phải cố gắng để nặn ra những điều cho thật phù hợp với suy nghĩ hay sở thích của đối phương, trong khi lòng ta trống rỗng, vô vị hay hoàn toàn tương phản. Bây giờ, người ta còn chế ra lời nói có cánh để tặng nhau như một món quà thượng hạng. Đúng là ta sẽ sung sướng và ấn tượng sau lần gặp gỡ người kia được ban tặng những lời mà chỉ có trong mơ hay cõi thần tiên mới có. Người trao không chủ động được lý trí để chịu hết trách nhiệm cho lời nói tựa gió bay. Người nhận cũng bị lây nhiễm cảm xúc đó nên cũng không còn định thần để phân biệt lời nói ấy thật lòng hay đưa đẩy cho vui. Thực chất của cái ấn tượng tốt mà người ta muốn để lại trong các mối quan hệ chính là sự trao đổi cảm xúc. Người kia cho ta một cảm xúc tốt nên ta cũng cho lại một cảm xúc tốt. Nhưng nếu một mối quan hệ chỉ trao nhau những cảm xúc hời hợt thôi, thì mối quan hệ đó cũng chỉ là hời hợt, không thể đạt được sâu sắc. Lựa chọn sống thật không hề dễ dàng. Không mình từng viết, là chính mình chứ không phải bất kỳ ai khác trong một thế giới đang nỗ lực ngày đêm biến bạn thành người khác, chính là tham gia vào một cuộc chiến khó khăn nhất của loài người, và bạn phải không ngừng chiến đấu. Sống thật là một trong những cuộc chiến bi tráng nhất mà con người từng chiến đấu. Khi ta lựa chọn là chính mình, mọi người xung quanh sẽ khó mà hiểu được vì sao và bằng cách nào ta thay đổi. Vợ chồng hoặc con cái ta có thể cảm thấy sợ hãi và bất an trước những thay đổi đó. Thật ra, thách thức lớn nhất không nằm ở hành động sống thật, mà chính là bạn có dám sống thật hay không. Đa số chúng ta đều dễ cảm thấy hổ thẹn khi bị người khác đánh giá là nuông chiều bản thân hoặc chỉ biết nghĩ đến bản thân.
chúng ta không muốn cách chúng ta sống bị đánh đồng với ích kỷ hoặc tự tôn quá mức. Theo kinh nghiệm của riêng tôi, lần đầu tiên khi tôi bắt đầu có ý thức sống thật với mình và sống xứng đáng, tôi có cảm giác mỗi ngày đều phải đấu tranh tư tưởng dữ dội. Đôi khi ta tác động đến một hệ thống và nó tác động ngược lại ta. Tác động ngược lại ấy có thể là bất cứ thứ gì, từ ánh mắt dè chừng và những lời xì xầm cho đến rắc rối nảy sinh trong các mối quan hệ và cảm giác bị cô lập. Những phản ứng tàn nhẫn khiến ta xấu hổ ê chề cũng có thể xảy đến khi con người thật của ta lên tiếng. Vấn đề còn nằm ở chỗ, sống thật không phải lúc nào cũng là một lựa chọn an toàn. Đôi khi, lựa chọn là chính mình lại là một trò chơi may rủi, nghĩa là bạn phải bước ra khỏi môi trường quen thuộc. Các bạn hãy tin tôi, với kinh nghiệm làm việc đó nhiều lần, bạn sẽ dễ dàng gục ngã khi đang lang thang ở vùng đất mới. Rất dễ để mà tấn công hoặc chỉ trích một ai đó khi họ đang mạo hiểm, như phát biểu ý kiến không giống ai, hoặc chia sẻ một tác phẩm với cả thế giới, hoặc nói một điều trái ngược với số đông, hoặc thử những điều mới lạ mà bạn chưa thành thạo. Cư xử thô lỗ là hành vi rẻ tiền, quá khích và dễ thực hiện, và cũng là thứ hèn hạ. Khi chúng ta nỗ lực sống thật và dũng cảm, một điều quan trọng khác cần nhớ là thái độ ác nghiệt bao giờ cũng gây tổn thương, dẫu cho những lời chỉ trích ấy hoàn toàn sai sự thật. Khi chúng ta cố đi ngược lại với những định kiến, thể hiện bản thân và những việc mình làm ra với thế giới, sẽ có một số người cảm thấy bị đe dọa và họ sẽ nhắm vào những thứ khiến chúng ta đau đớn nhất. Diện mạo bên ngoài, những tính cách đáng yêu và thậm chí vai trò làm cha làm mẹ của ta. Vấn đề là khi chúng ta không mảy may bận tâm đến những gì mà người đời nghĩ và miễn nhiễm với tổn thương, chúng ta cũng sẽ mất đi khả năng gắn kết với mọi người xung quanh. Bạn dũng cảm là khi bạn dám nói ra những sai lầm trong quá khứ, chứ không phải là không bị những lời chỉ trích ảnh hưởng. Cho phép bản thân mình bị tổn thương là một rủi ro mà ta phải chấp nhận khi muốn sống thật với chính mình. Nếu bạn giống như tôi, bạn cũng sẽ cảm thấy việc sống thật là một lựa chọn dễ khiến người trong cuộc nản lòng, thoái chí. Có những rủi ro đi kèm với việc phơi bày con người thật của bạn ra trước cặp mắt thế gian. Nhưng tôi tin một điều rằng bạn sẽ gánh chịu nhiều rủi ro hơn khi cố tình che giấu con người và tài năng của bản thân. Những ý tưởng không bao giờ được bày tỏ, những suy nghĩ thầm kín và những đóng góp không được nói ra chẳng thể nào tự nhiên biến mất. Chúng như những u nhọt ăn mòn giá trị của bạn. Tôi nghĩ rằng lẽ ra khi chúng ta chào đời, ta phải được dán nhãn cảnh báo như trên mấy bao thuốc lá. Cảnh báo nếu bạn đánh đổi con người thật của mình để được yên ổn, bạn có thể phải gánh chịu những hậu quả sau: căng thẳng, trầm cảm, rối loạn ăn uống, nghiện ngập, giận dữ, trách móc người khác, oán giận và đau đớn không thể giải tỏa. Hy sinh con người thật trong ta vì những gì người khác nghĩ thật là không đáng chút nào. Thế đấy, sống thật có thể khiến những người xung quanh chúng ta đau lòng, nhưng về sau, chính con người thật của ta sẽ là món quà quý giá nhất mà ta có thể trao cho những người ta thương mến. Khi chúng ta dẹp bỏ thói quen làm hài lòng tất cả mọi người, ta sẽ có thêm thời gian, sự quan tâm, tình yêu thương và gắn bó dành cho những cá nhân đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời chúng ta. Quá trình luyện tập sống thật của chúng ta. Cách thực hiện. Mỗi khi đối mặt với tình huống nhạy cảm, chúng ta hãy tự nhủ lòng mình rằng: đừng rụt rè, đừng tự cao, hãy vững lòng. Tôi nghĩ việc vững lòng có một ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Nhẩm đọc câu thần chú này sẽ nhắc chúng ta đừng quá nhún nhường trước người khác, nhưng cũng đừng xù lông lên để tự bảo vệ mình. Thứ hai, tìm cảm hứng. Lòng dũng cảm rất dễ lan tỏa. Hãy tự nhắc mình rằng mình
phải dũng cảm sống cuộc đời của mình để người khác dũng cảm sống cuộc đời của họ. Thực hiện, chúng ta hãy cố gắng đặt việc sống thật lên ưu tiên hàng đầu khi rơi vào tình huống dễ tổn thương. Nếu sống thật là mục tiêu của chúng ta và chúng ta nỗ lực thực hiện nó, chúng ta sẽ chẳng bao giờ hối tiếc. Có thể cảm xúc của chúng ta bị tổn thương, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ cảm thấy hổ thẹn. Trong khi nếu chúng ta đặt mục tiêu là được người khác chấp nhận hoặc ủng hộ, nó có thể khơi dậy cảm giác hổ thẹn trong bạn rằng mình không đủ tốt. Nếu chúng ta phấn đấu để sống thật và người khác không ưa chúng ta thì chúng ta vẫn ổn. Ngược lại, nếu ta tìm cách làm cho người khác thích mình và không đạt được mục tiêu, chúng ta sẽ gặp rắc rối. Thế nên, ta nên đặt mục tiêu sống thật lên trên hết.